Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức của chúng tôi hôm nay. Trong phần sinh hoạt cộng đồng hôm nay, mời quý vị theo dõi những hình ảnh của Đại hội Y Nha Dược Thế Giới do phóng viên SBTN ghi lại. Thanh Hương xin kính chào quý vị. Hôm nay Thanh Hương đang có mặt tại Western Harbor Hotel để tường trình Đại hội Quốc tế Y Nha Dược sĩ Thế Giới Tự Do kỳ 7. Xin mời quý vị theo dõi. Với chủ đề Hội nhập và phát triển, Đại hội Quốc tế Y Nha Dược sĩ Việt Nam kỳ 7 đã cử hành trọng thể lễ khai mạc hôm thứ Bảy, ngày 13 tháng 8, lúc 9 giờ 15, tại Western Harbor Center với sự tham dự của 420 thành viên đến từ Úc, Bỉ, qua Đức, Pháp, Thụy Sĩ và Hoa Kỳ. Chào cờ với bài Quốc ca Việt Nam Cộng Hòa do một thiếu nữ cùng một thiếu nhi song ca và mặc niệm, bác sĩ Hồ Cẩm Nhung, Chủ tịch Hội Y sĩ Việt Nam Toronto, thay mặt ban tổ chức đã ngỏ lời chào mừng các đồng nghiệp đến với đại hội. Trong bài phát biểu mở đầu đại hội, bác sĩ Nhung đã nhấn mạnh đến việc củng cố nền tảng do những người đi trước gầy dựng, chuyển tiếp kinh nghiệm để giúp thế hệ trẻ tiến bước trong tương lai và duy trì di sản văn hóa người Việt tại hải ngoại. Thưa quý vị, đúng cạnh Thanh Hương là dược sĩ Cao Văn Hồng, là co-chair trong ban tổ chức của đại hội hôm nay. Xin chào dược sĩ. Dạ, chúng tôi xin chào mừng quý vị khán giả và thính giả của đài truyền hình. Chúng tôi là dược sĩ Cao Văn Hồng, chủ tịch của Hội Dược sĩ Việt Nam tại Toronto, đồng thời là cùng với lại các cái hội y sĩ và nha sĩ tổ chức cái đại hội thế giới y nha dược sĩ Việt Nam tự do năm 1211 tại Toronto. Xin dược sĩ cho biết cảm nghĩ của đại hội năm nay. Dạ, đây là lần đầu tiên Toronto được nhận cái trách nhiệm tổ chức đại hội. Chúng tôi rất là hân hạnh. Đây là lần thứ 7 cái đại hội thế giới của cái giới y nha dược sĩ Việt Nam đã được tổ chức tới 7 lần. Đây là lần thứ 7 tại Toronto. Là nằm trong ban tổ chức thì không biết là dược sĩ đã hài lòng với cái sự thành công của đại hội năm nay chưa? Dạ, thưa quý vị, cũng biết là cái tổ chức mà do nhiều người họp lại để làm luôn luôn nó có những cái khó khăn. Nhưng mà cho tới ngày hôm nay thì nói chung là chúng tôi rất là vui vì cái đại hội đã tiến triển rất là tốt đẹp. Đại hội Thế giới Y Nha Dược sĩ Việt Nam lần đầu tiên được thực hiện cách nay 15 năm, trước đây cách nhau mỗi 2 năm nhưng hiện nay 3 năm. Đồng trưởng ban tổ chức đại hội lần này là bác sĩ Hồ Cẩm Nhung, dược sĩ Cao Văn Hồng và nha sĩ Nguyễn Đình Huy. Thưa quý vị, đứng bên cạnh Thanh Hương là dược sĩ Lưu Thế Phủ ở Toronto và anh cũng làm trong ban tổ chức. Xin chào anh. Chào chị. Yeah. Xin anh cho biết là trong ban tổ chức thì có đề ra những cái mục tiêu, thì không biết là cái đại hội này đã có đạt được những cái mục tiêu đã đề ra hay chưa? Cái mục đích của đại hội lần này là hội nhập và phát triển, và những cái mục tiêu của chúng tôi đề ra là đã được đạt được hết. Không ngờ cái lần này là cái giới trẻ tham gia rất là đông. Traditionally, từ trước tới giờ thì thường thường là những người lớn tuổi đã tới và đi những cái đại hội như vậy. Nhưng lần này lại 1/3 rất là đông. Ngoài dự kiến của chúng tôi là 1/3 giới trẻ là đã tham gia đi cái đại hội này.
Thì khi anh nói giới trẻ là những cái y nha dược sĩ trẻ phải không thưa anh? Dạ đúng, không những y nha dược chỉ mà có một số bạn bè thân hữu của họ cũng đã đi. Cái giới trẻ lần này tới và họ cái energy của họ, cái sức sống của họ rất là mạnh mẽ, cho nên nó làm cho cái bầu không khí của đại hội rất là cao và vui vẻ, rất là vui. Thì anh nói là rất là vui, bầu không khí rất là cao, thì không biết là điều gì mà anh cảm thấy hài lòng nhất hay đáng nhớ nhất trong cái đại hội kỳ này? Đáng nhớ nhất đối với Vũ thì chắc gặp được bạn bè cũ lâu năm không gặp và làm quen được những bạn bè mới từ khắp nơi trên thế giới. Thưa quý vị, đứng bên cạnh Thanh Hương là dược sĩ Stacy Nguyễn đến từ San Jose ở California bên Mỹ. Thì đây là lần đầu tiên mà Stacy đến Toronto. How do you feel? Oh, I love it here. Em thiệt là thích cái thành phố Toronto, very beautiful. Thanh Hương được biết đây là lần thứ ba mà Stacy tham dự đại hội rồi. Thì không biết là lý do tại sao Stacy lại đến Toronto kỳ này? Oh, tại vì em muốn tham dự cái đại hội này để cho gặp reunite with bạn cũ and maybe làm quen với bạn mới and just to support our association. Thưa quý vị, đứng bên cạnh Thanh Hương là nha sĩ Phạm Hồng Đức đến từ Melbourne, Australia. Xin chào anh. Hello, hi everyone. Xin anh cho biết cảm nghĩ khi đây là lần đầu tiên mà anh tham gia đại hội mà là đại hội ở Toronto. Yeah, thì Đức thấy rất là vui, vui vẻ gặp bạn bè from all over the world, bạn trẻ, and đêm qua đã đi boat cruise on the Lake Ontario. That was cũng vui lắm as well. Khi đến tham dự đại hội này thì anh có đạt được những cái mục đích hay là những cái mong mỏi mà anh nghĩ là đại hội sẽ mang lại cho anh hay không? Thật ra there were lectures. Dentistry có hình như là có 3 lectures. I only attended not all of them. Đến đây là thật ra là vui là chính. And Đức hy vọng là sẽ có connections để mà mai sau có thể đại hội y nha dược có thể tiếp tục qua những thế hệ mai sau and hopefully bring to Melbourne in 2014. Tổng kết 3 ngày đại hội, ban tổ chức đã phổ biến bản tuyên ngôn xác nhận sự đoàn kết của 3.000 y nha dược. Bản tuyên ngôn nhận định rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam tại quốc nội vẫn tiếp tục chà đạp nhân quyền, tạo nên sự bất công trong xã hội. Tuyên ngôn kêu gọi thành viên tiếp tục dấn thân các sinh hoạt cộng đồng tại nơi sinh sống và tham gia vào các tổ chức địa phương, quốc gia và quốc tế. Đại hội cũng đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản phải từ bỏ chính sách cai trị độc tài đảng trị, phục hồi nhân quyền và dân quyền cho người dân Việt Nam. Thưa quý vị, đứng cạnh Thanh Hương là nha sĩ Trần Thái Lực. Xin chào nha sĩ. Dạ, xin chào cô Thanh Hương. Xin nha sĩ cho biết lý do tại sao có phòng triển lãm nghệ thuật trong đại hội ngày hôm nay và những cái tác phẩm mà tranh ảnh này thì từ đâu có? Trước tiên là vì khi mình tổ chức một cái buổi đại hội cho tất cả các hội đoàn trên thế giới tới, tức là những đại diện từ Mỹ, Pháp, Âu Châu và mọi nơi tới, thì ở Toronto chúng ta phải chứng tỏ cho họ thấy là cái văn hóa của Canada mà như thế nào. Và chúng tôi là tôi đại diện cho toàn thể Canada đứng ra để mời tất cả các khách tới dự. Thành ra chúng tôi phải tổ chức một cái triển lãm để cho người ta thấy cái văn hóa của chúng ta và những cái công trình đã đạt được của những anh em ở trong Canada. Không biết những bức ảnh này một hồi sẽ có đấu giá hay là bán lại hay không thưa nha sĩ? Tất cả những cái công trình nghệ thuật này đều là do những cái hobby của tất cả các anh chị em ở đây. Thành ra tôi không nghĩ là họ đứa con đẻ tinh thần họ muốn bán, nhưng mà họ không có ngại để chia sẻ với tất cả mọi người để chung hưởng tất cả những các tác phẩm nghệ thuật đó. Yeah. Thanh Hương xin kính chào quý vị. Đứng bên cạnh Thanh Hương là tiến sĩ Lê Duy Cấn. Xin chào bác tiến sĩ. Xin chào Thanh Hương. Xin chào quý vị thính giả của đài SBTN. Theo Thanh Hương được biết thì tiến sĩ hôm nay là một trong những diễn giả trong cái đại hội kỳ này, thì không biết là phản ứng ra sao. Yeah. Hôm nay thì tôi có được Hội Y Nha Dược Thế Giới mời đến dự cái đại hội lần thứ 7 của Hội Y Nha Dược Việt Nam tại Thế Giới Tự Do để nói chuyện về đề tài Viện Bảo tàng Thuần Nhân, cái dự án Viện Bảo tàng Thuần Nhân. Thì chúng tôi rất là phấn khởi sau cái buổi nói chuyện này, vì chúng tôi thấy là tất cả những người tham dự đều hỗ trợ
cái dự án này một cách rất là mạnh mẽ và rất là nhiệt tình. Và các quý vị trong thính giả cũng đưa ra nhiều ý kiến đóng góp rất là hữu ích và rất là cách xây dựng. Theo thân hữu được biết thì tiến sĩ mới vừa đi về miền Tây Canada vừa mới về lại, thì xin tiến sĩ cho biết cảm nghĩ. Chúng tôi mới đi Calgary rồi sau đó đi Vancouver. Ở Calgary thì chúng tôi có tham dự cái buổi dạ tiệc gây quỹ cho Viện Bảo tàng Thuần Nhân. Buổi dạ tiệc đó rất là thành công vì có 400 người tham dự và cái số tiền thu được là trên 40.000 đô la. Và sau khi ở Calgary đi thì chúng tôi có đi đến Vancouver. Thì cái mục đích của chúng tôi đến Vancouver là để nói chuyện về cái chuyến đi Đông Nam Á vừa rồi của chúng tôi. Chúng tôi cũng có trình bày cho bà con ở đó biết cái thảm cảnh của các phụ nữ lấy chồng ngoại quốc, cũng như là các anh em lao động xuất khẩu và các đồng bào tị nạn ở bên Thái Lan. Chúng tôi rất là phấn khởi là được cái sự hỗ trợ của bà con ở Vancouver. Và chúng tôi hy vọng là cái chương trình CAMSA sẽ được đồng bào cũng như là Vancouver mà các nơi khác nữa hỗ trợ cho chúng tôi, tức là gồm có tổ chức Ủy ban Cứu người Việt Biển ở bên Hoa Kỳ và Ủy ban Nhân quyền ở bên Đức và các tổ chức khác, cũng như Liên hội Người Việt Canada có cái phương tiện để giúp các đồng bào chúng ta ở Đông Nam Á. Xin chú cho biết cảm nghĩ sau buổi diễn giả hôm nay. Hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh được ban tổ chức của Đại hội Y Nha Dược Quốc tế và Việt Nam mời đến đây để trình bày về đề tài về dự án về bàn đàn thuần nhân. Sau cái buổi trình bày đó thì chúng tôi nhận thấy là cái sự ủng hộ của các tham dự viên rất là nồng nhiệt, và chúng tôi hy vọng là trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ thâu nhận những ý kiến đóng góp trong cái buổi họp đó. Và thứ nhất là để nhờ các giấy truyền thông phổ biến cái dự án về bàn đàn thuần nhân, và thứ hai là chúng tôi cũng sẽ dự định đi thăm bà con cộng đồng ở các nơi khác trong việc mà tổ chức những cái buổi dạ tiệc để gây quỹ cho cái dự án này. Dạ tiệc mà vừa rồi chúng tôi có tham dự ở bên Calgary, buổi dạ tiệc rất là thành công. Với đó thì cộng đồng người Việt ở Calgary quyên được trên 40.000 đô la. Và trước đó thì chúng tôi có dự một cái buổi dạ tiệc ở bên Saskatoon. Nên mặc dầu là dân cộng đồng người Việt ở đó rất là ít người, có 700 người thôi. Mà hôm đó có 230 người tham dự. Mà ngoài ra còn có 30 người ở Regina, tức là cách xa 260 cây số đến để chỉ có buổi dạ tiệc đó rồi đi về. Mà hôm đó họ quyên được 12.000 đô la tất cả. Và trong cái thời gian sắp tới thì ngày 26 tháng 10, cộng đồng người Việt tại Halifax sẽ tổ chức một cái buổi dạ tiệc. Và ngày 26 tháng 11, cộng đồng người Việt tại Vancouver cũng sẽ tổ chức một cái buổi dạ tiệc như vậy. Và sau đó thì chúng tôi hy vọng là cộng đồng người Việt tại Edmonton cũng như là cộng đồng người Việt tại bên Hoa Thiền Đốn cũng sẽ tổ chức những buổi dạ tiệc để mà giúp chúng tôi gây quỹ cho Viện Bảo tàng Thuần Nhân. Và chúng tôi hy vọng là năm tới thì cộng đồng người Việt ở các nơi khác cũng sẽ phụ chúng tôi một tay để gây quỹ để chúng ta có đủ tiền để khởi công xây cất vào năm 2013. Dạ, xin chú cho biết thêm là hôm nay có những ý kiến nào đóng góp mà chú nghĩ là sẽ dùng được cho cái công việc? Hôm nay có nhiều ý kiến đóng góp rất là hay. Chẳng hạn như là chúng tôi được các quý vị tham dự cho biết là cái chương trình này là chương trình rất cần phải phổ biến cho bà con ở các nơi, và đặc biệt là phải nhờ các truyền thông, các cơ sở truyền thông như là SBTN phổ biến cái tin tức này. Và cái điểm thứ hai là chúng tôi cũng có được góp ý kiến là nên đi phổ biến cái dự án này ở các cái thành phố mà có nhiều người Việt, không những ở bên Canada còn ở bên Hoa Kỳ và các nước khác nữa. Thanh Hương đang tường trình tại Western Harbor Hotel ở Toronto. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.